12. Phẩm chân như. Lại nữa, Thiện Hiện khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có nhiều việc ma làm trở ngại. Bồ Tát nên biết rõ. Biết rõ rồi siêng năng tinh tấn, nghĩ đúng, biết đúng, phương tiện xa lìa. Khi ấy Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Bạch Thiện Thệ, đúng vậy. Khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có nhiều sự trở ngại. Ví như ngọc thần báu lớn vô giá, khó được đầy đủ, lại nhiều giặc cướp. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú sâu xa, đầy đủ công đức thù thắng, nên các chúng Bồ Tát khi biên chép vân vân có nhiều ác ma làm trở ngại. Mặc dù chúng có ý muốn xấu ác nhưng không thể thành tựu. Vì sao? Vì có người ngu si mới bị ma làm mê hoặc. Thiện nam tử vân vân mới học đại thừa, khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng bị trở ngại. Phật bảo Thiện Hiện: Đúng như vậy, đúng như vậy. Có người ngu si, phước tuệ mỏng kém, không tin ưa pháp rộng lớn. Thiện nam tử vân vân mới học đại thừa, khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bị trở ngại. Ở tương lai có người ngu si, phước tuệ mỏng kém, tự mình không thể tin ưa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy người khác khi biên chép vân vân kinh kia, nương oai lực của ma làm cho trở ngại, nên biết hạng người như thế mắc tội vô biên, luân hồi nhiều kiếp, chịu các khổ kịch liệt. Lại nữa, Thiện Hiện, nếu các Bồ Tát khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không bị các việc ma, nên biết đều là nhờ năng lực oai thần của Phật. Vì sao? Vì quyến thuộc của ác ma, mặc dù siêng năng phương tiện muốn làm trở ngại Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng các đức Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác cũng siêng năng phương tiện hộ niệm, bảo vệ, làm cho những người biên chép vân vân không bị các trở ngại. Lại nữa, Thiện Hiện, ví như người phụ nữ có nhiều con cái, hoặc 5 hoặc 10 cho đến 100.000, người mẹ bị bệnh, các con mỗi người đều siêng năng tìm kiếm thuốc chữa, họ nghĩ: làm cách nào để bệnh của mẹ ta được lành, thân thể khỏe mạnh, tên tuổi không bị diệt mất, sống lâu, an vui, chẳng thọ khổ, các thứ vui đẹp đều quy về mẹ ta. Vì sao? Vì mẹ sinh đẻ nuôi nấng chúng ta, chỉ dạy công việc thế gian rất là khó nhọc. Nghĩ như thế xong, họ tranh nhau bày phương tiện, tìm việc yên ổn, che chở thân mẹ, chẳng để cho mỗi mỏng rắn rít bọ cạp, mưa gió, nhân phi nhân vân vân không đáng ưa xúc chạm, siêng năng ra sức chữa trị, làm cho khỏi hẳn bệnh, gió càng thành tịnh, không có các buồn khổ. Lại dùng các thứ nhạc cụ thượng diệu, cung kính cúng dường và nói thế này: mẹ ta sinh đẻ nuôi dưỡng, thương xót chúng ta, dạy bảo chỉ về tất cả sự nghiệp thế gian, chúng ta lẽ nào không đền ơn mẹ? Cũng vậy, Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác thường dùng vô số phương tiện thiện xảo hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người nào thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết hoặc biên chép vân vân, thì Như Lai dùng vô số phương tiện ân cần hộ niệm, làm cho không tổn hại. Tất cả Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác trong các thế giới khác hiện tại ở mười phương thương xót, làm lợi ích an vui các hữu tình, cũng dùng vô số phương tiện thiện xảo hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho các ác ma không thể hủy diệt, trụ lâu, làm lợi ích an vui cho tất cả thế gian. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác, hay có thể hiển bày rõ ràng đúng đắn, trí nhất thiết trí, có thể chỉ dạy thật tướng của các pháp thế gian. Trí nhất thiết trí cũng từ đó mà sanh ra. Thiện Hiện nên biết, chư Phật ba đời đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, siêng năng tinh tấn tu học, chứng đắc quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác, có thể hiển bày rõ ràng đúng đắn, trí nhất thiết trí, có thể chỉ dạy thật tướng của các pháp thế gian. Khi ấy Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ dạy thật tướng của các pháp thế gian? Phật giảng thuyết pháp nào gọi là thế gian? Phật bảo Thiện Hiện: Phật thuyết năm uẩn gọi là thế gian. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể chỉ dạy thế gian sắc vân vân, năm uẩn không có tướng biến đổi hư hoại, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ thật tướng các pháp thế gian. Vì sao? Vì sắc vân vân năm uẩn không có tự tánh, nên gọi là không. Vô tướng vô nguyện, tức chân pháp giới, chẳng phải các pháp không vân vân có thể biến đổi hư hoại, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ dạy thật tướng các pháp thế gian. Lại nữa, Thiện Hiện, tất cả Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chứng biết khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình, trình bày vô số tâm hạnh sai khác, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật chứng biết tán tâm của vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì do pháp tánh nên không có tánh tán tâm, cũng như lược tâm vì tận diệt, vì liệt xa nên không có tánh lược tâm. Các tâm có tham theo tánh như thật thì chẳng phải có tâm tham. Các tâm có sân theo tánh như thật thì chẳng phải có tâm sân. Các tâm có si theo tánh như thật thì chẳng phải có tâm si. Trong các sự lìa tâm tham chẳng phải có các sự lìa. Trong các sự lìa tâm sân chẳng phải có các sự lìa. Trong các sự lìa tâm si chẳng phải có các sự lìa. Có tâm rộng lớn, không tăng không giảm, cũng chẳng phải xa lìa. Vì đã xa lìa nên không có tánh tâm rộng lớn, không đến không đi, cũng không trụ vào đâu. Vì không có tánh tâm lớn, các tâm là vô lượng, không sanh không diệt, không trụ không khác, không chỗ nương tựa, giống như hư không rộng lớn. Chẳng phải tâm vô lượng, các tâm vô kiến, vì không có tướng có thể đắc, vì xa lìa các thứ cảnh. Chẳng phải tâm vô kiến, vì chẳng thể thấy tâm. Chẳng phải cảnh của ba loại mắt, vì không có tánh của tâm, nên không có tâm tánh, chẳng phải là chẳng thể thấy tâm. Do những nghĩa như thế nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng biết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất, nghĩa là biết như thật tâm tâm sở pháp của loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất đều nương sắc thọ tưởng hành thức mà sanh ra, nghĩa là tâm tâm sở pháp của các hữu tình. Hoặc có người nương sắc thọ tưởng hành thức chấp Như Lai sau khi niết bàn, hoặc có hoặc chẳng có, hoặc cũng có cũng chẳng có, hoặc chẳng phải có chẳng phải không có, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nương sắc thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc cũng thường cũng vô thường, hoặc chẳng phải thường chẳng phải vô thường, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có nương sắc thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian, hoặc có biên giới hoặc không biên giới, hoặc cũng có biên giới cũng không biên giới, hoặc chẳng phải có biên giới chẳng phải không biên giới, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có nương sắc thọ tưởng hành thức chấp mạng giả chính là thân, hoặc là khác thân, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Như vậy này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng biết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng biết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất, nghĩa là biết như thật các sắc thọ tưởng hành thức có ra đều như chân như, không hai không khác. Thiện hiện nên biết chân như của Như Lai tức là chân như năm uẩn, chân như năm uẩn tức là chân như thế gian, chân như thế gian tức là chân như tất cả pháp, chân như tất cả pháp tức là chân như quả dự lưu, chân như quả dự lưu tức là chân như quả nhất lai, chân như quả nhất lai tức là chân như quả bất hoàn, chân như quả bất hoàn tức là chân như quả a la hán, chân như quả a la hán tức là chân như độc giác bồ đề, chân như độc giác bồ đề tức là chân như tất cả hạnh đại bồ tát. Chân như tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chân như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tức là chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Chân như tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tức là chân như của tất cả hữu tình. Thiện hiện nên biết chân như như thế đều không liền nhau, chẳng phải một chẳng phải khác, không cùng tận, không hai cũng không hai phần, không thể phân biệt. Thiện hiện nên biết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng rốt ráo chân như tất cả pháp mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, là mẹ của Như Lai, thường chỉ dạy thật tướng các pháp thế gian cho Như Lai ứng chánh đẳng giác. Thiện hiện nên biết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể hiểu biết như thật chân như các pháp, tánh không hư dối, tánh không biến đổi. Do hiểu biết như thật tướng chân như nên gọi danh hiệu Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn bát nhã bà la mật đa sâu xa chứng chân như, tánh không hư dối, tánh không biến đổi rất là sâu xa, khó thấy, khó biết. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng các pháp chân như, tánh không hư dối, tánh không biến đổi như thế, để tuyên thuyết chỉ dạy, phân biệt rõ ràng tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Chân như tánh không hư dối, tánh không biến đổi như thế, ai có thể tin hiểu? Chỉ có Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền và Đại A-La-Hán viên mãn các nguyện cùng các thiện nam tử vân vân đầy đủ chánh kiến, nghe Phật thuyết chân như sâu xa, tánh không hư dối, tánh không biến đổi, có thể sanh tin hiểu. Như Lai nương vào tánh chân như tự mình chứng đắc, phân biệt chỉ rõ cho người kia. Phật bảo Thiện Hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì chân như vô tận nên sâu xa, chỉ có Như Lai hiện đẳng chánh giác mới có thể tuyên thuyết chỉ dạy cho chúng Đại Bồ Tát, làm cho họ phát sanh tin hiểu về tướng chân như sâu xa vô tận. Thiện Hiện nên biết sắc vô tận nên chân như vô tận, sắc sâu xa nên chân như sâu xa, sắc cùng với chân như không sai khác. Thọ tưởng hành thức vô tận nên chân như vô tận, thọ tưởng hành thức sâu xa nên chân như sâu xa, thọ tưởng hành thức cùng chân như không sai khác. Thiện Hiện nên biết nhãn xứ vô tận nên chân như vô tận, nhãn xứ sâu xa nên chân như sâu xa, nhãn xứ cùng chân như không sai khác. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô tận nên chân như vô tận, nhĩ tĩ thể thân ý xứ sâu xa nên chân như sâu xa, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cùng chân như không sai khác. Thiện Hiện nên biết sắc xứ vô tận nên chân như vô tận, sắc xứ sâu xa nên chân như sâu xa, sắc xứ cùng chân như không sai khác. Thành hương vị xúc pháp xứ vô tận nên chân như vô tận, thành hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên chân như sâu xa, thành hương vị xúc pháp xứ cùng chân như không sai khác. Thiện Hiện nên biết nhãn giới vô tận nên chân như vô tận, nhãn giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhãn giới cùng chân như không sai khác. Nhĩ tĩ thể thân ý giới vô tận nên chân như vô tận, nhĩ tĩ thể thân ý giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhĩ tĩ thể thân ý giới cùng chân như không sai khác. Thiện Hiện nên biết sắc giới vô tận nên chân như vô tận, sắc giới sâu xa nên chân như sâu xa, sắc giới cùng chân như không sai khác. Thành hương vị xúc pháp giới vô tận nên chân như vô tận, thành hương vị xúc pháp giới sâu xa nên chân như sâu xa, thành hương vị xúc pháp giới cùng chân như không sai khác. Thiện Hiện nên biết nhãn thức giới vô tận nên chân như vô tận, nhãn thức giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhãn thức giới cùng chân như không sai khác. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vô tận nên chân như vô tận, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cùng chân như không sai khác. Thiện Hiện nên biết tất cả pháp vô tận nên chân như vô tận, tất cả pháp sâu xa nên chân như sâu xa, tất cả pháp cùng chân như không sai khác vậy, thế nên chân như rất khó tìm hiểu. Hết quyển thứ 560.